doanh thu của Việt Á tăng vọt từ khi bán kit xét nghiệm. Trong 4 năm từ 2016 đến 2019, hoạt động của công ty cổ phần công nghệ Việt Á có xu hướng giảm dần khi doanh thu từ mức 166 tỷ giảm về còn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu này tăng vọt lên hơn 400 tỷ đồng vào năm 2020, gấp hơn 6 lần năm 2019. 2020 cũng là năm Việt Á bắt đầu kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19. Tháng 4 năm 2020, Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test COVID-19 đầu tiên, do Việt Nam sản xuất. Kết quả kinh doanh của Việt Á cho thấy, lợi nhuận cũng tăng, nhưng không đáng kể nếu so với quy mô của doanh thu. Giai đoạn 2016 đến 2019, công ty này ghi nhận mức lợi nhuận chỉ vài trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2020, dù doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Việt Á mới chỉ lãi gần 1,5 tỷ đồng. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, Việt Á đến nay cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.